Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về tử vi 12 con giáp. Phụ nữ thuộc con giáp này ruột để ngoài da thật thà lương thiện nên luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống may mắn và giàu có. Trong số 12 con giáp có 3 con giáp trời sinh tính cách hiền lành lương thiện, hay tức giận nhưng lại rất tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác nên cuộc sống gặp nhiều may mắn và có quý nhân phù trợ. Bất kể họ làm việc gì cũng gặp nhiều may mắn, khó khăn mấy cũng vượt qua, nhờ vậy mà cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hãy cùng xem đó là những con giáp nào. 1. Tuổi Dần. Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách thẳng thắn, kiên định, đôi khi rất lạnh lùng. Không như những con giáp khác, tuổi Dần không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Họ không phải tiếp người lãng mạn, biết chiều lòng người khác. Vì vậy, có những điều không hay, họ sẽ nói thẳng ra và không sợ đối phương buồn. Tuổi Dần tâm niệm, biết lòng trước, được lòng sau. Họ tin rằng những lời nói thật lòng sẽ giúp người khác ngày càng tốt hơn. Tử vi học có nói, tuổi Dần không có nhiều bạn bè, nhưng một khi có mối quan hệ tốt với ai thì đều là mối quan hệ vàng. Những người này có thể là quý nhân giúp đỡ cuộc sống tuổi Dần ngày càng thăng hoa tốt đẹp. Người tuổi Dần thông minh, tài giỏi và chỉ cần có người đưa đường dẫn lối, họ có thể tự tạo sự giàu có cho bản thân mình. 2. Tuổi Mùi. Trời sinh những người tuổi Mùi vốn hiền lành, từ tốn. Họ biết cách giao tiếp và luôn muốn mọi người xung quanh đều vui vẻ và thoải mái. Những người tuổi Mùi giỏi ăn nói, nhưng một khi không thích thì sẽ thể hiện ra ngoài mặt. Tuổi Mùi có tính cách ruột để ngoài da, chuyện không vui nói ra rồi thôi, không để trong lòng. Đôi khi hay tức giận nhưng lại mau quên. Nhờ vậy mà những mối quan hệ xung quanh luôn tốt đẹp và bền vững. Nhờ tính cách này mà tuổi Mùi ngày càng có nhiều quý nhân bên cạnh. Bất kể làm việc gì cũng có người tự nguyện giúp đỡ, dù họ không bao giờ nhờ vả. Chẳng may gặp phải sóng gió, thử thách thì luôn có bạn bè ở bên an ủi động viên. Nhờ vậy mà tuổi Mùi có sức mạnh vượt qua mọi thứ, xây dựng cuộc sống sung túc, giàu có. 3. Tuổi Hợi. Trời sinh những người tuổi Hợi nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý, biết người biết ta nên được mọi người yêu thương hết mực. Nhiều người tưởng rằng tuổi Hợi nhẹ dạ, nhưng trên thực tế họ cũng biết tức giận và tỏ thái độ thẳng thắn. Tuy nhiên tuổi Hợi ruột để ngoài da, không chấp những chuyện nhỏ nhặt. Thay vào đó họ thường nói lên quan điểm của mình để mối quan hệ xung quanh rõ ràng, bảo vệ tình cảm giữa người với người. Tử vi học có nói, người tuổi Hợi luôn được trời ban nhiều phước lành. Ngoài ra cuộc sống của họ luôn có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng làm việc càng giàu có thịnh vượng. Gia đình nào có tuổi Hợi trong nhà thì không lo cơm áo gạo tiền. Họ không những đem đến nhiều may mắn mà còn giúp mọi người giàu có, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.